Hòa trong không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Năng đã đến dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức tại quận 8. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống anh hùng bất khuất, yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái. Truyền thống đó đã trở thành cốt lõi của nền văn hóa Việt Nam, được gìn giữ phát huy mạnh mẽ trong thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đây là nơi lắng đọng nghĩa tình, đạo lý, có thể ý kiến còn khác nhau, dân tộc tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về một nhiệm vụ chung là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu hòa bình, ổn định, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại quận 8, trong dịp này, Ban công tác Mặt trận 97 khu phố và Mặt trận Tổ quốc 16 phường đã tổ chức họp mặt kỷ niệm để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Thông qua ngày hội, các khu phố đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi hội thao, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn các khu phố cùng tham gia. Qua ngày hội, các khu dân cư đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 492 gia đình văn hóa tiêu biểu, 387 gương người tốt, việc tốt và tặng 867 suất quà cho các hộ dân nghèo, trao tặng 326 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và 245 suất dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học.